Giang nha các bạn. Mạng một món theo dõi của hành trình nha. Bây giờ mới bắt đầu chạy ra ngoài xong rồi đón xe. Để ngồi đây thừa. Bộ khóa cửa trước rồi. Con dẫn xe vô nha. Để ngoài hết đi. Để đây, để xe đây. 7 giờ 17 phút xuất phát. Bắt đầu lên xe. Lên xe. Anh Út ơi, nhanh nha, tỉnh tội nha Út. Chưa, đứng rồi chờ cho. Tới uống đi, tới ngủ uống nha. Khu viên của chùa. Hôm qua tới lúc 1 giờ rưỡi nha các bạn. Bây giờ 6 giờ gần 7 giờ sáng này. Mới quay được để các bạn xem, hồi tối thì đi trễ quá nên là vô cái thắp nhang miếu luôn, thắp nhang miếu bà cho nên cũng không có tiền á, rồi lại sẵn thắp nhang thôi nên là mới quay về phòng để ngủ. Thì camera chứ. Di tích được xếp hạng. Trên kia có cách treo được không bạn? Đi được sao không ta? Cái thấy trên nhà người ta hay chúng bà mua số bà coi. Dòng họ có cây nhiễm, cây gãi gì đó. Ngoài chứ nghĩ là gì cũng sẽ mua ăn.
hộp không vậy? Nó mới lạnh cho tay ga lủng này. Thôi bỏ vô, vô rồi đi. Nóng dữ lắm rồi. Giờ mới biết được thông tin là mình đang đi chùa hang. Ở ngoài cổng thì để tên là chùa Phước Thiện. Chùa Phước Thiện không ạ? Ui dạ, làm từng bậc á. Đây để con đi ngay dẫn chứ, người xem tôi. Đi, con với mẹ cùng đi. Một lần đi ngay dẫn chứ. Thấy tiếng mờ á, mà chưa có thai á. Mình sẽ đi học theo, biết là cây này là cây thuộc bài đó. Mình sẽ học có khái niệm là đem cái lá của cây này xong rồi kẹp vào cuốn sổ là sẽ nhanh thuộc bài. Cây thuộc bài kìa. Bức lá gì kẹp sổ nhân lý. Đừng có than. Thì cái quán đừng có than. Cái này bán hoài, lưu niệm nè. Hồi nãy quên bên đếm thử không bao nhiêu bậc không? Đi xuống dưới rồi đếm thử đi. Mình đi lại đầu từ, á lộn từ đầu. Người ta cũng khỏe này, không phải cho than.
cũng không biết sao nói. Để giữ gìn cho thiền môn cho nghiêm thân có được vào. Xin quý khách không hút thuốc, để giày dép đúng nơi quy định, không mang thức ăn nước uống, chỉnh trang y phục trước khi vào chùa. Để giữ gìn cho thiền môn trang nghiêm thanh tịnh, xin quý khách không hút thuốc, để giày dép đúng nơi quy định, không mang thức ăn. Còn miếu bà chủ xứ bầu mốt nha mọi người. Đây có nhà máy nước đá. Đây là nơi để những bạn trẻ kết in khi vào ngôi chùa này. Miếu bà chủ xứ bầu mốt. Cái đâu vậy? Đông đây nè. Đông đây gì? 5.000 một tấm. Thì ra đây tới giờ mình làm ăn được không nè. Cứ 5.000 một tấm, 5.000 một tấm à. Kìa, cái gì vậy? Ai ép dữ vậy? Ừ, hồi nãy đẹp luôn á. Làm tự nhiên vậy làm lại cháu hả? Thiệt. Rồi. Đẹp không má? Đẹp hơn cái tấm bên đây nhiều. Nhìn tấm này nè. Như trời trồng. Không có được rồi, tấm này được. Xấu à. Đi. Đi gửi cho. Thôi gửi cho con tấm này nè. Gửi cho con tấm cuối này nè. Tấm nào cũng gửi cho. Có cái gì ở dưới đây vậy? Thôi đi về. Tại đây thiếu mình thì người ta cũng chờ mà. Ui, cái chép kìa. Cái chất vàng này. Ui, con này có 3 kg luôn á. Kìa, mấy con ăn lên kia rồi. Bữa sau bữa hổm ai nói có hải tượng nữa. Cái cá này ăn mới đã này chứ không. Là đi chùa nói cái gì không à. Không, không thấy để chữ hả? Không tiếp nhận phóng sanh vậy. Không có tiếp nhận phóng sanh. Không cái gì. Ừ. Ăn ở đây đẹp quá rồi. Trời ơi, ổng còn ngồi dưới đá kìa. Thấy gì vậy? Nó ăn lục bình rồi. Để. Cái chỗ cái dòi nước nó lên nó nhiều kìa. Cái chỗ nước cúng lên rồi nó lên nhiều kìa. Hồi nãy không đi cách chơi tiếp á. Nè chỗ này lên quá trời luôn.
cái toàn cá nằm lại khi ta ở người ta có bán cho ăn á. Trời ơi, con gì vậy? Nó đâu phải. Con gì vậy ta? Ấy con lăng à? Cái con đó bự nhất kìa. Có cái thường nữa. Chết già. Đấy. Ô hồi nãy con gì trời lên kìa. Con gì cái gì vậy ta? Không phải. Không phải. Không có hải tượng. Tự lao biết cá hải tượng không? Con này có dãy đâu, con này cá da trơn mà. Ủa con cái con cá mà da trơn giống cá chê là cá gì đó? Giống cá chê á. À không? Nâu nâu. Không có dãy. Đó cái chê kìa, con nói cái chê này không tin. Có cá chê mà cá con hồi nãy. Có cá chê nữa hả? Ở trong đây dưới đường nó dưới kìa, cá chê vàng kìa. Đây nè, con cá chê vàng nè, lên ngay đây nữa mới. Cái cây vàng bự ghê á. Thôi đi vô. Có mặt kìa. Tại thì mình đang có mặt ở tại bãi biển Hà Tiên. Phía đây nhộn nhịp lắm bạn. Cái này thì có mấy cái phà, mình không biết gọi đó là phà hay là tàu nữa, nhưng mà họ để chữ là đi ra Phú Quốc nữa các bạn. Xe nó đó. Nắng con kìa. Mẹ, bà ơi. Con ơi. Đủ không? Tới đâu? Dạ, tới chỗ. Tới chợ. Dạ, không tới con chùa đâu. Tới con chùa hả? Cách thứ hai là mới tới cổng. Ừ. 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 Ừ.
lên đi, lên đi. Em lên. Nóng đít quá. Nóng cái đít muốn chết luôn trời. Có gì lao không? Có cái thằng lao không? Nóng đít quá rồi. Ngồi xuống chút thì nó hết rồi. Ngồi chín thịt luôn á. Gì đâu, có gì đâu nè. Ờ đúng rồi, đi đứng vậy đi. Đứng chút đi. Đứng đây. Đứng đây. Là tới rồi. Mà tới 10 ngàn. Đúng rồi. Ờ mà tới 10 ngàn. Bây giờ người ta đi có chút xíu. Bây giờ vậy là anh 8 ngàn được rồi. Rồi. Đúng rồi, nó là nóng cái đít rồi nè. Không có đủ đít lấy người. Không. Hôm nay đi ra đâu?